Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người xưa có câu sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Quả thực mỗi người sinh ra đã có một số mệnh riêng, cũng không phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Có những người ngay từ lúc lọt lòng đã phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục, cha mẹ bỏ rơi, nghèo khó, lang thang khắp nơi. Có người thì may mắn hơn, sinh ra đầy đủ mẹ cha, nhưng gia đình bần hàn, cha mẹ mâu thuẫn, chẳng được hạnh phúc, lớn lên vất vả chăm bề. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Những khó khăn trước đó đang gặp phải, có chăng là thử thách tạm thời trước khi họ được hạnh phúc, phước lộc trời ban. Liên hệ với tử vi 12 con giáp thì đúng là như vậy. Các nhà tử vi phương Đông có đề cập đến 5 con giáp có điểm sáng phát tài, phát lộc trong tháng 9 âm lịch năm 2020. Trong tháng này, dự báo những con giáp sẽ được phước lộc trời ban, tiền tài nhiều như nước lũ, tiền nhiều chật két. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp may mắn này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý thường là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt để gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, trên cơ bản, tháng này là một tháng khá tốt đối với người tuổi Tý, chủ yếu là trên phương diện sự nghiệp. Nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình. Nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi thì nhiều khả năng bạn sẽ được lãnh đạo tin tưởng, mở ra con đường phát triển cho tương lai. Thời điểm này, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót. Trên phương diện tài lộc, bạn làm ăn khá tốt do tác động của nguyên lệnh và tả phù sẽ mang lại cho bạn nhiều sự hỗ trợ tích cực. Chủ yếu là nhờ bạn hợp tác được với những đối tác khá đáng tin cậy. Có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu. Thứ hai, tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho bản thân mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho họ tiềm tâm. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học. Ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch là một tháng khá may mắn đối với người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bạn gặp được rất nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cơ hội triển vọng, giúp sự nghiệp phát triển. Những người theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu hay phải thi cử cũng sẽ đạt được những thành quả khá khả quan. Tháng này, bạn hãy thể hiện điểm mạnh của mình. Đừng ngần ngại, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho những người tiếp xúc với mình.
Trên phương diện tài lộc, tháng này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Khoản tiền bạn kiếm được chủ yếu sẽ đến từ những hoạt động này. Nguyên lệnh trường sinh là dấu hiệu khá rõ ràng, minh chứng cho sự hứa hẹn trong sự nghiệp của bạn. Chuyện tình cảm của bản mệnh lại không quá tích cực trong tháng 9, bởi đôi bên dễ hiểu lầm nhau, có thể chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi hiểu lầm xảy ra, điều bạn cần làm là lắng nghe và trò chuyện cùng người ấy, chứ không phải là mù quáng nghe theo những lời đồn bên ngoài. Một điều đáng chú ý nữa trong tháng này với bạn là tình hình sức khỏe. Khi khó khăn ập tới, bạn cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, không nên để những suy nghĩ bi quan bao vây lấy mình, để mình rơi vào cảnh stress, căng thẳng. Tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Tử vi tháng 9 tới, người tuổi Mão là con giáp may mắn, được thần tài chiếu cố, bất chấp những khó khăn của khủng hoảng kinh tế. Không chỉ trong tháng 9, mà những tháng tiếp theo, người tuổi Mão luôn gặp được nhiều may mắn. Vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu tăng tiến trong thời gian này. Con giáp có những đánh giá chuẩn xác hơn, ra quyết định dứt khoát hơn, mang về một lợi nhuận đáng kể cho công ty, nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt nhìn của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão trong đầu tháng 9 đánh dấu giai đoạn rực rỡ khi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong những tháng trước đây. Nói chung thì dù người tuổi Mão đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Bạn thoát khỏi được những lo lắng về tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều thứ như trước nữa. Việc đầu tư của nhiều người cũng rất có lợi trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, với các khoản đầu tư mới, với những lời hứa hẹn hay ho, không nên vội vàng. Bạn nên bình tĩnh phân tích thiệt hơn và nên ưu tiên những hạng mục đầu tư có ích cho xã hội, mang lại lợi nhuận dài lâu. Thế nhưng, sự xuất hiện của tỷ kiên cũng đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng vì có những kẻ xấu đang lợi dụng tiền bạc của bạn. Chớ nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, bạn sẽ không có cơ hội đòi lại được chúng đâu. Tuổi Ngọ. Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Chính vì thế mà dù những tháng đầu năm 2020 sẽ có một chút khó khăn, nhưng tuổi Ngọ vẫn cảm thấy thoải mái và không bị khuất phục. Sang tháng 9 sắp tới, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều yếu tố may mắn trong tháng 9 âm lịch này. Vì thế mà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm. Do có tam hợp phù trợ, bản mệnh sẽ có sự nghiệp phát triển tốt. Những người cần phải tham gia thi tuyển, học hành, nghiên cứu cũng đạt được kết quả lý tưởng. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn hóa giải được nhiều rắc rối. Thêm vào đó, sự hăng hái nhiệt tình cũng giúp bạn sẵn sàng thử thách bản thân, bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã vạch ra từ trước. Nguyên lệnh đế vượng cũng là dấu hiệu cát lành, chứng tỏ bạn sẽ đạt được công danh, quyền thế hơn người. Trên phương diện tài lộc, tháng 9 này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, giữ quan hệ với những đối tác, khách hàng mới. Đế vượng cho thấy bạn là người hăng hái, tích cực, không sợ khó khăn, trắc trở. Nếu đứng vững ở vị thế lãnh đạo, bạn hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho người khác, dẫn dắt mọi người đến với thành công. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cũng là dấu hiệu lạc quan cho những người còn độc thân và những người đã có đôi, có cặp. Bạn chỉ cần mở lòng là sẽ nhận được sự quan tâm của những người khác giới. Chuyện tình cảm cũng chính là một động lực lớn giúp bạn tập trung và cố gắng hơn nữa cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ xuất hiện
cũng cho thấy bạn cần phải đề phòng với những kẻ tiếp cận mình với mục đích không lành mạnh. Đó có thể là kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, muốn tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Trong năm 2020 có nhiều biến cố. Tuy đầu năm 2020, người tuổi Tỵ có nhiều khó khăn, nhưng người tuổi Tỵ có thể yên tâm bởi về cơ bản thì bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trong tháng 9 này. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, do được nguyện lệnh lâm quan hỗ trợ, người tuổi Tỵ tích cực và năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn không còn phụ thuộc vào bất cứ ai mà tự lập, tự chủ hoàn toàn mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Song bạn cần phải nhớ, dù có đạt được thành công hay có được cấp trên ưu ái, bạn cũng chớ kiêu ngạo, tự phụ. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều ích lợi. Cộng với thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền khá khá. Tuy nhiên, tiểu hao cho thấy tháng này bạn vẫn cần phải chi tiêu cho những việc bất khả kháng. Dù khoản tiền không quá lớn, nhưng bạn vẫn cần phải chú ý. Tình cảm của bản mệnh tiến triển tốt trong tháng 9 này. Nhiều tin vui báo về khiến bạn luôn ở trong trạng thái tinh thần hưng phấn. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng. Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với yêu cầu của mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp đang ngày một xích lại gần nhau hơn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.